Hello anh em, thì Đức đang ở thành phố Nam Định với hệ thống bán xe điện ba bánh chuyên nghiệp nhất toàn quốc Việt Nam. Đấy. Thì đến số 5. Như là trên này sao ấy? Số 2. Đâu, số 5 bên tay phải. Đấy. Số 5 chắc là đây. Đây, đây là đến nhà khách hàng. Thì chị khách đang đặt chiếc Goda, nhưng mà chị đổi sang chiếc Lisi, kiểu dáng xe ba bánh máy. Thì ngay bây giờ Đức xuống xe, Đức sẽ cho anh em xem nhé. Đây, chiếc Lisi này thì tí Đức sẽ quay chi tiết cho anh em xem nhé. Được sử dụng phanh đĩa, động cơ ngon hơn chiếc Goda. Đấy, và hàng là hàng nhập khẩu, nhưng vẫn được lắp ráp tại Việt Nam. Nhưng mà chúng ta sẽ được cái gì đây? Xem nào. Chiếc này thì Đức chưa lên sóng. Thì ngay kể cả cơ bản cái chiếc lốp này, nhé, cũng là hàng nhập khẩu luôn, chứ nó sẽ không phải là hàng lắp ráp nữa. Anh em có thể nhìn từ chi tiết khung các thứ, nó khác hoàn toàn với Goda này. Đấy, này, động cơ này, đó, khác hoàn toàn chiếc Goda nhé. Nó sẽ cao hơn, đẹp hơn, to hơn và xịn hơn. Thì tí Đức sẽ quay cụ thể chi tiết cho anh em xem nhé. Đó, đây là Super Lisi Classic. Thì cái con này sẽ khỏe hơn con Goda này và sử dụng phanh đĩa đằng trước nhá. Đây là anh em thấy không? Đó, đây đang bóc ra cho ông. Chiếc này cũng đắt hơn chiếc Goda nha anh em nhá. Vì nó sẽ sử dụng những cái linh kiện nhập hoàn toàn, lốp, ốc, yết các thứ là nhập hết. Lốp đặc à? Dạ lốp đặc không xăm ạ. Hả? Dạ đúng rồi. Lốp không xăm thì. Đây mà anh em đang đập hộp. Đó. Màu này màu đỏ mặn rất là đẹp này. Đúng rồi, cái này an toàn hơn. Thì cái này mặt đồng hồ điện tử này, báo vôn, báo pin, km. Đây 123 lùi. Đó. Đây là lùi đó. Và đặc biệt chiếc này thì nó hơn chiếc Goda, nó sẽ có chống trộm nhá, đi theo xe chứ không phải thêm bớt gì cả đấy. Và những cái bọc da nó sẽ khác với nhau hoàn toàn này. Con dao vừa xong đâu rồi chị? Dao chắn nằm đi ơi, đâu rồi con dao vậy? Đó, đây. Thì cái ghế này vẫn tiến lùi được nhá. Đây là D là tiến này, T là lùi này, 123 nó ở đây. Đó, 123 con này nó sẽ hiện thị mặt đồng hồ luôn nhá. 1 này, 2 này, đấy, 3, đấy, đó, 123. Bên này là đèn còi xi nhan không ạ? Đèn xi nhan. Vâng. Còn số lùi là gạt về bên đây. Dạ đúng rồi ạ. Đây số tiến. Dạ đúng rồi ạ. Đây số lùi. Dạ. Còn đây là đèn. Đèn, đó. Đèn sáng. Vâng, đây là pha cốt này. Pha cốt còn cái đàn này. Đây là cái này nút bỏ đi ạ. Nút này là nút giống như nút đề trên xe máy. Còi bên này. Còi bên kia. Vâng, xi nhan. Thế là nó có không có gương à? Dạ. Cái này không có gương ạ, đầy đủ ạ. Đây đợi con tí con lấy cho. Xe vẫn được trang bị cốp. Ô, từ những cái dây này anh em thấy nó sẽ khác. Đó. Con Goda nó sẽ không bị lỏng lẻo giống như trên. Đó. Video con quảng cáo đấy. Đó. Ông thấy không? Đấy, bây giờ mở ra nó không bị rơi ra ngoài. Đấy, như cái con kia nó sẽ bị. Đấy. Đây là có một cái đài. Cái anh quảng cáo trên mạng đây này. Dạ. Màn hình to mở ra xem rồi. Dạ. Vâng. Xe này thì được trang trí rất là đẹp, hai bên đèn hậu. Và phản quang ở hai bên. Đúng, tôi xem trên cái gỗ. Vâng. Cái này đẹp quá. Con này đời cao hơn, con này là sử dụng phanh đĩa. À, phanh và đĩa, có chống trộm. Có rồi. Đó. Không hiểu rồi. Cái con mà ông xem thì nó là đời cũ. À. Mà cái con đấy thì không hay lắm. À. Có, cũng, con đấy thì chạy tốc độ nó sẽ không được khỏe như con này. À. Cả động cơ cũng thế. Đấy. Thôi già rồi mà. Bây giờ chỉ đi quanh phố với lại đi đến nhà con, nhà cháu thế thôi. Dạ. Chứ giờ cái chân này yếu rồi. Vâng. Đây là lắp gương. Đi bộ thì không đi được. Chỗ này có chỗ để nước này. Vâng. Đấy, và để đồ. Vâng. Tí ra xe lấy. Ở dưới này thì vẫn có một cái cốp được không nhá? Vâng. Đây, ở dưới đằng đằng sau có một cái cốp. Đúng không? Đó. Và cái thụt phía trước này được sử dụng thụt dầu nha anh em nhá. Nó có một cái giả bình dầu ấy sao ấy. Nhưng mà thụt bên trong là dầu. À, anh em thấy đẹp hơn Goda không? Đấy. Đây. Đèn thì vẫn sử dụng đèn sợi đốt.
Và quan trọng là phía trước nó sẽ sử dụng phanh đìa, nó sẽ an toàn hơn này. Vâng. Đấy. Ông thấy không? Đúng rồi. Đó. Thì con này nó sẽ đắt hơn. Đúng rồi. Lốp sử dụng lốp nhập khẩu luôn. Cái ghế này thì có thể trượt lên trượt xuống được. Đấy, con vừa trượt xuống. Ông gạt ở đây nhá. Đây. Gạt đây. Đấy. Đấy. Đó, vâng ạ, để ông ngồi một hoặc hai người. Vâng. Nhưng mà con khuyến cáo là không nên ngồi hai người chiếc này. Thế thôi, có một mình giả. Vâng. Cái này đấy rồi bố, cái này ra đi. Thì cái cốp này ông cứ để cách tốt nhất ở đây, nó sẽ ấy hơn. Lúc đi là nó sẽ không bị phồng phành cốp. Không phải, không phải là nó không bị phồng phành cốp. Mình có đựng cái gì? Vâng. Đó. Đây là chiếc Super Lisi. Đây là Đức đang sử dụng chế độ không cần chìa khóa. Ùn ra sau ạ. Đấy. Đó. Đây là anh em nhìn thấy da nó khác nhau không? Đó. Da nó sờ nó khác. Đây là chỗ cắm sạc không ạ? Đó, anh em thấy. Vâng ạ. Đây là ổ sạc đây. Dạ. Đây đây là mở bỏ cái này vào trong cốp thì là đẩy nó về đằng sau. Mở chìa khóa. Cái sạc ông để ở nhà hay là để ở trong cốp? Ông ơi, cái xe này thì nó gạt được cái tay này lên nhá. Gạt tay này lên để ông lên xe được. Đó. Dạ. Ngồi lên thử đi xem như thế nào. Ông thử ngồi lên, ông thử đi. Xe này là xe theo hãng, được trang bị rất đầy đủ, chìa khóa cơ, chìa khóa remote, chìa khóa thông minh luôn. Bây giờ ông vít ga là nó sẽ đi. Giờ kéo ga đi là chạy gì? Vâng ạ, ông kéo thử đi ạ. Ơ, từ từ lùi đấy. Đấy, cái chiếc xe này thì nó bất tiện một cái là hàng lắp ráp Việt Nam nó sẽ không có tiếng gì. Đó. Nó đi như xe máy rồi. Cái này là... Nhưng mà ông đang quen được. Thế là Đức vừa giao xong ở thành phố Nam Định và giờ về Hà Nội rất là nhiều việc, ngày mệt quá, đi không quay kịp, đi ship nhiều quá. Anh em các tỉnh mua thể liên hệ với Đức Mario qua số 038 679 1998 nhé. Và lưu ý này, mấy hôm nữa Đức Mario sẽ chạy từ Hà Nội và đến Sài Gòn. Anh em không cần đặt cọc, Đức cũng sẽ ship nhá. Anh em phải để cái ngày đăng video này nhá. Hôm nay 21 thì có thể là 21 tháng 1 năm 2021 thì có thể là 25 tháng 1 năm 2021 là Đức sẽ chạy. Thì anh em cứ lên đơn trước đi. Với thương hiệu Hoàng Thống Mô Tô. Ồ.